ông Jimmy Hứa và đồng thời cũng là chủ nhân của nhà hàng Phoenix Restaurant ngày hôm nay, là một người đóng góp rất là nhiều công sức trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại Hilton. Xin quý vị một tràng pháo tay, xin kính mời nhà xuất bản Hứa Chấn Minh. Hôm nay là một sự danh dự rất lớn cho cá nhân tôi, tên là Jimmy Hứa, cũng là Hứa Chấn Minh. Và tôi cũng rất cảm ơn sự chiếu cố giúp đỡ của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng. Vì cái thời gian mà mình qua Mỹ đó, mình quen được giáo sư lúc đó cũng chắc khoảng 40 năm. Thành ra lúc đó mình có cái hoài mộng là nghĩ rằng đất nước Việt Nam Cộng Hòa mình tại sao lại thua trận. Mình thua một cách vô lý, mình thua một cách mình không hiểu tại sao, vì lúc đó mình còn nhỏ tuổi, đang học trong những lớp trung học. Và mình khi có dịp quen được giáo sư Nguyễn Tiến Hưng, mình biết rằng giáo sư Nguyễn Tiến Hưng là Tổng trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Việt Nam Cộng Hòa, và cũng là người có những cái lá thư đặc biệt, hồ sơ mật của những vị tổng thống, như 37 tấm thư của Tổng thống Nixon và 4 lá thư của Tổng thống Ford. Đây là một tài liệu rất quý báu, nhất là những tấm thư đó, sự hứa hẹn của Hoa Kỳ Mỹ, đồng minh Mỹ, mà họ không có thực thi, khả thi hứa hẹn với tổ quốc mình. Thành ra mình thấy giáo sư Hưng muốn làm công việc ghi chép lại những lịch sử tài liệu cho thế hệ sau này. Thành ra với sự tấm lòng nhớ tới quê hương tổ quốc mình, thành ra mình mới nghĩ rằng mình nếu mà có dịp để góp sức khích lệ giáo sư, thì đây là cuốn sách rất có giá trị. Vì thế nên giáo sư đã hết sức làm việc sau bao nhiêu năm ngày tháng. Rồi sau đó năm 1986, giáo sư mới được ra mắt cuốn khi hồ sơ mật tin độc lập. Khi mà ra được cuốn sách đó thì mọi giới, mọi người trên thế giới, và nhất là Việt Nam Cộng Hòa mình, các anh em quân đội hiểu biết rằng trận chiến Việt Nam tại sao mình bị mất, vì Mỹ bỏ mình. Và sau đó tiếp giáo sư tiếp tục ra cuốn sách thế kế tiếp là Khi đồng minh tháo chạy, để nói lên cái sự anh em Việt Nam Cộng Hòa mình, chúng ta hết lòng hết sức bảo vệ tổ quốc, nhưng vì đồng minh đã không giúp chúng ta, vì bắt tay ông Mao và bỏ tay ông Thiệu, thành ra vì vậy mà mình mất nước. Michael Hòa, hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Quốc, trân trọng kính chào tất cả quý nhà quân hương đến với chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Các quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại nhà hàng Phoenix Seafood trên đại lộ Bel-Air của chúng ta. Đây là một trong nhà hàng có tầm vóc là cũng là một cái nhà hàng lớn. Nhưng mà từ cái lúc mà 11 giờ rưỡi cho tới 12 giờ, chúng tôi đã thấy rất đông quý đồng hương là đứng xếp hàng, một cái hàng rất là dài, đến cái bàn giấy của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, để mà nhìn thấy mặt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cũng như là mua cho bằng được quyển sách Khi đồng minh nhảy vào. Đây là một quyển thứ tư của bốn quyển. Bốn quyển này là một quyển, là những cái quyển sách mà có thể nói là giá trị, có tầm vóc lịch sử nằm trong đó, để cho chúng ta là những người mà đang còn ức về thời chiến tranh Việt Nam, cũng như là những cái tin bí mật, những cái chuyện gì đã xảy ra trong nội các của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, và đặc biệt là đệ nhị Cộng Hòa khi mà sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những thông tin và tin tức mà giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã chia sẻ, và đặc biệt hơn hết là ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi mà miền Nam Việt Nam đã rơi vào tay của Cộng quân Bắc Việt, thì giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đang có mặt ở tại Washington DC. Ông là một trong những người đã đi du học từ năm 1958 về khoa kinh tế học, từng làm việc với lại chính phủ của Hoa Kỳ và từng cộng tác với lại Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về chính sách kinh tế cũng như đối ngoại. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quyển sách này đã được ra mắt ở đây để chúng ta thấy và đọc, để hiểu thêm được những cái mật và những cái bí quyết gì mà khi mà Việt Nam Cộng Hòa đã tức tuổi và bị mất như thế này, và những cái mật bảo trong đó đã đưa ra và chia sẻ như thế nào. Vâng, kính thưa quý vị, và cũng như thông lệ thì chương trình đã bắt đầu với lại nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ và một phút mặc niệm để cùng
quan khách bên trong, chúng tôi thấy rất là khá đông, có thể nói là 800-900 chứ không phải ít quan khách đã đến, bởi vì những quan khách này là những đồng hương quan tâm và nhiều người cũng sẽ đến để mà quan tâm, cũng như là những quan khách ở đây. Mà tất cả quý vị hãy lắng nghe chính tác giả cũng như là những người giới thiệu về tác giả như thế nào. Từ thập niên năm 1990, ông là cố vấn kinh tế cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank về các vấn đề chuyển đổi kinh tế, giảm đói, xóa nghèo. Ông là tác giả của 3 cuốn sách nổi tiếng được xếp vào hàng bán chạy nhất Hoa Kỳ trong các tác phẩm của người Việt Nam chúng ta. Đó là Hồ Sơ Mật, Dinh Độc Lập, viết chung với tác giả Eurostrecker, Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, và bây giờ là Khi Đồng Minh Nhảy Vào. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. We should proceed and take a plunge. Chúng ta phải tiến lên và phải lao vào. We should get out fast and now. Ta phải chạy ra cho lẹ và ngay bây giờ. Thưa quý vị, đó là 2 mệnh lệnh của 2 ngoại trưởng Hoa Kỳ cách nhau đúng 20 năm. Mệnh lệnh đầu tiên, we should proceed and take a plunge, là chúng ta phải tiến lên và phải lao vào. Và mệnh lệnh thứ hai, đó là của mệnh lệnh thứ nhất là của ngoại trưởng Foster Dulles thời tổng thống Eisenhower vào đầu năm 1955. Mệnh lệnh thứ hai, chúng ta phải rút ra cho lẹ và ngay bây giờ, đó là mệnh lệnh của ngoại trưởng Henry Kissinger ngày 17 tháng 4 năm 1975. Hai mệnh lệnh cách nhau sấp xỉ đúng 20 năm. Và thưa quý vị, đó là tên của 2 cuốn sách của chúng tôi, mà đối với chúng tôi là rất quan trọng, Khi Đồng Minh Nhảy Vào và Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Đáng nhẽ tôi phải viết là Khi Đồng Minh Lao Vào, tại vì ngoại trưởng Foster Dulles dùng chữ plunge, tức là lao vào, nhưng mà nói là Khi Đồng Minh Lao Vào thì nghe nó cũng hơi chói tai, thì từ đó chúng tôi dùng Khi Đồng Minh Nhảy Vào. Hôm nay có một số anh em hỏi chúng tôi tại sao giáo sư lại ra cái cuốn Đồng Minh Tháo Chạy trước, rồi bây giờ mới đến Khi Đồng Minh Nhảy Vào. Thì thưa quý vị, tôi phải thưa thế này: chúng tôi viết cái cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào bắt đầu từ năm 1980, thưa quý vị, không phải là luôn luôn, nhưng mà on and off, nghĩa là lai rai, mà cứ suy nghĩ mãi, tại vì thực sự thế hệ cao niên như chúng tôi cũng không biết rõ cái chuyện từ 1945 rồi thì là đến đầu tiên là Quốc Trưởng Bảo Đại, xong rồi di cư, rồi đến ông Ngô Đình Diệm, rồi vân vân. Thì cái thời điểm đó chúng tôi cũng không biết nhiều, nhưng mà có một cái cơ duyên có được một cái tài liệu 7.000 trang mật của Bộ Quốc phòng do ông thầy trước khi đi về thế giới bên kia nối lại cho chúng tôi năm 1979. Thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu từ 80 và lấy rất là bàng hoàng vì rất nhiều chuyện mình không biết hoặc là không biết rõ. Thầy thì chúng tôi suy nghĩ, nếu thế hệ cao niên như chúng tôi mà cũng không rõ thì chắc là thế hệ trẻ cũng không có biết gì nhiều. Thành thử chúng tôi cố gắng viết cái cuốn đó và thấy rằng cái lịch sử của Việt Nam cũng rất là lạ lùng, thưa quý vị. Nó như là cái vận mệnh mà ông trời ông ấy vẽ ra trước rồi. Vì thế là chúng tôi kết luận 35 năm mà nghiên cứu thì có nhiều sự không hiểu, chỉ phải nghĩ đến cái vận mệnh thôi. Đấy, thưa quý vị, đó là cái mà chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị hôm nay. Trong cái cuốn này, thực sự ra là kể cả cái phần đầu nữa là gần 900 trang, đáng nghĩa là 1.200 trang, nhưng mà đắt quá không in được, và nó dày quá thì từ chúng tôi phải rút xuống gần 900 trang, thưa quý vị. Nó rất nhiều những cái sự dữ kiện mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị, thứ nhất là anh Hubert Võ và anh Steven cũng đã tóm gọn sơ qua về cái cuốn sách, thứ hai quý vị đọc
cũng sẽ biết rất nhiều những cái chuyện mà mình không có hiểu, từ Hoàng đế Bảo Đại cho đến ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm, rồi Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi đến nền nhị Cộng Hòa. Đấy, nhưng mà trong cái cuốn này đó thì chúng tôi lại thấy cái chuyện Biển Đông nó nóng nảy quá trong vòng 4 năm qua, cho nên đã thêm một cái phần rất quan trọng là cập nhật hóa cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Tại sao chúng tôi lại in cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy trước? Là vì thưa quý vị, cái hồ sơ 7.000 trang này nó lại hồ sơ mật, chưa bao giờ được chính thức giải mật. Tuy rằng 1971 có cái cuốn Pentagon Papers, đó là cái lúc bây giờ là cái hồ sơ này bị leak ra ngoài. Lúc ấy anh Lê Văn với chúng tôi đang ở Washington thì thấy cái năm 1971 đó, cái chuyện mà Ellsberg ông leak cái 7.000 trang này ra đó, thì là chính phủ Nixon là khó chịu lắm và đã kiện. Nhưng mà từ New York Times họ đi tới tối cao pháp viện để mà kiện, thì cuối cùng tối cao pháp viện lại xử là chính phủ thua 6/3. Có 9 ông già ở trong tối cao pháp viện thì 6/3 quyết định là chính phủ thua. Đó, thành thử ra chúng tôi cũng rất bàng hoàng, không hiểu nổi nước Mỹ lạ lùng thế, tài liệu mật mà lại chính phủ thua, không có được cấm, không được xuất bản. Thì Pentagon Papers, ông New York Times, ông ấy trích ra 667 trang để mà làm cái tài liệu phản chiến. Đấy, ông cũng không có đăng hết. Thành thử ra như vậy là chỉ dưới 10% của 7.000 trang mà chúng tôi có, thưa quý vị. Thì thay vì bây giờ thế này, chúng tôi nó quá nhiều cái vấn đề ở trong đó, và mấy hôm nay phỏng vấn thì chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị rất nhiều. Nhưng mà có lẽ để quý vị đọc thì thay vì đi sâu vào những cái chi tiết mà cũng rất là kỳ thú và nhiều cái cũng lạ lùng lắm, thì chúng tôi có lẽ chia sẻ cái tâm tình của mình, cái sự suy nghĩ của mình về cái lịch sử của nền đệ nhất Cộng Hòa, thưa quý vị. Nhưng mà trước khi đó đó, thưa quý vị, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ với quý vị về cái cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi viết cho độc giả Mỹ, là cái cuốn sách The Palace File, mà anh Cung Tiến dịch ra là Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập, thưa quý vị. Thì cái cuốn này, cái lịch sử của nó là rất dài đó. Thì chúng tôi xin phép quý vị một giây phút để trước hết là cảm ơn anh Hứa Chân Minh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như tất cả những chương trình gì của hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Network. Vì đây là truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta, và chúng tôi cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe, đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào, tạm biệt.